chấn động, tiên tri tiết lộ sự thật tuyệt vời về vận mệnh cuộc đời của tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, từ 42 tuổi trở đi. Hốt trọn lộc trời mà thoát cảnh nghèo khó, tiền bạc thi nhau đổ về két, phú quý dây quanh, càng già càng giàu sang, phú quý. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 thân mến, sống ở đời thì nhiều người vẫn đang ngày ngày làm việc cặm cụi và hy vọng cuộc sống của mình sẽ tốt hơn mỗi ngày. Thời gian vừa qua, người người, nhà nhà đã phải nếm trải quá nhiều điều khó khăn, vất vả, thậm chí là mất mát đến đau lòng. Nhưng tất cả chúng ta đều vững tâm vượt qua để chờ một ngày lội ngược dòng số phận mà gặt hái thêm nhiều thành công. Tử vi học có nói, trời sinh mỗi người một số mệnh, không phải ai khi sinh ra cũng đều mang trên mình căn số phú quý, may mắn và giàu có. Những thành quả có được phải đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt, thậm chí là xương máu. Theo luận giải mới đây nhất về tử vi trọn đời của 12 con giáp cho biết, tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, trong vận trình từ 42 tuổi trở đi được dự đoán là sẽ có những bước đi bách trúng, bách thắng trong sự nghiệp, tài lộc, lại giúp cho gia môn an hòa, sức khỏe bình an, cuộc sống thuận lợi như diều gặp gió. Không chỉ vậy, tử vi còn dự báo cho bạn những điểm xui rủi không may có thể xảy ra để giúp quý bạn có cách phòng tránh, hóa giải và làm chủ mọi việc của cuộc sống. Vậy không để cho quý khán giả phải chờ đợi lâu thêm nữa, ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 thường là người tiên phong, dẫn đầu trong công việc. Họ có tài lãnh đạo và luôn đóng góp những ý tưởng độc đáo, sáng tạo khi làm việc tập thể. Họ sẵn sàng đối mặt với những khó khăn để đem lại thành công, sự giàu sang cho mình. Họ sẽ không bao giờ hứng thú với những công việc nhàm chán, đơn giản. Giáp Tý muốn thử sức mình trong những lĩnh vực khó khăn, khắc nghiệt hơn. Họ dành cả đời để theo đuổi tiền bạc và địa vị. Nếu như không có hai thứ đó, cuộc sống của họ tưởng chừng như không còn ý nghĩa. Giáp Tý nhanh nhẹn, thích nghi với sự thay đổi của hoàn cảnh. Làm công việc gì họ cũng nhất định phải đạt được thành công như ý mới thôi. Họ tuyệt đối không để mình thua kém một ai. Đôi khi những tham vọng về công danh, địa vị, tiền bạc khiến cho họ trở nên thực dụng trong mắt mọi người. Giáp Tý giỏi trong việc kiếm tiền, nhưng họ không chi tiêu hoang phí, ngược lại còn rất tiết kiệm. Họ là những người cởi mở, thân thiện trong cuộc sống, luôn tốt bụng, giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có khả năng điều khiển cảm xúc, hành động của bản thân, không bao giờ mất tự chủ trong nóng giận. Bởi vậy, họ xây dựng được nhiều mối quan hệ thân thiết, gắn bó. Giáp Tý có trí nhớ khá tốt, điều đó khiến họ thu thập và lưu trữ được một lượng thông tin khổng lồ. Hãy hỏi Giáp Tý về bất kỳ lĩnh vực gì thì họ sẽ chia sẻ một cách cởi mở nhất. Nếu như bạn đang lo lắng sợ họ sẽ gặp nguy hiểm, thì tốt hơn bạn nên lo cho bản thân mình, bởi bản năng của những người này là chinh phục khó khăn, thử thách, nguy hiểm. Giáp Tý thực sự là những con người của công việc, họ lúc nào cũng trong trạng thái suy nghĩ bận rộn. Những người này thích nhận xét, đánh giá và chỉ đạo người khác. Điều đó đôi khi khiến đối phương cảm thấy khó chịu, tức giận, nhưng đã là thói quen thì dường như Giáp Tý khó có thể thay đổi được. Giáp Tý cẩn thận và nghiêm khắc trong công việc. Nếu trở thành người lãnh đạo, họ sẽ giám sát nhân viên của mình rất kỹ càng, không một hành động sai trái nào có thể lọt được qua tầm mắt của họ. Họ tuyệt đối không thích ưa nịnh và không bao giờ hợp tác với những người lười biếng, há miệng chờ sung. Họ không bao giờ chi tiêu một cách hoang phí. Trong mắt mọi người, Giáp Tý rất cẩn thận và chặt chẽ. Chẳng ai có thể lấy đi bất cứ thứ gì của họ. Giáp Tý rất kín đáo. Nếu là những chuyện bí mật thì họ sẽ không chia sẻ ra bên ngoài. Họ sống giàu tình cảm, yêu thương, quan tâm, chăm lo hết mực cho gia đình của mình. Dù rất bận với công việc nhưng họ luôn biết cách sắp xếp thời gian để bên cạnh gia đình, tận hưởng không khí ấm áp hạnh phúc. Nữ mệnh tuổi Giáp Tý là người tài giỏi, có năng lực. Trong suốt cuộc đời họ gặt hái được rất nhiều thành công, may mắn và tài lộc. Cuộc sống và con đường sự nghiệp của nữ mệnh trải qua nhiều thăng trầm và vất vả. Những thành công luôn chờ đợi họ ở cuối con đường đó. Trong tình cảm, đây là những người phụ nữ rất may mắn. Hôn nhân vừa hạnh phúc, lại vừa có lộc tiền tài. Cả cuộc đời gặp nhiều điều vận may, sự nghiệp tuy vất vả nhưng lại thành công lớn. Về mặt tình cảm thì rất thuận lợi, sau kết hôn có vận tài lộc, về già được hưởng phúc con cái. Nam mệnh tuổi Giáp Tý. Xem tử vi thấy rằng, ngay từ khi còn nhỏ, cuộc sống của Giáp Tý đã gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Bởi vậy khi lớn lên, họ ý thức được ước mơ,
hoài bão với những dự định trong cuộc đời mình. Tuy phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách, nhưng những người này chưa bao giờ chán nản, bỏ cuộc. Họ xem gia đình là nguồn động lực, tiếp thêm sức mạnh giúp họ vươn tới thành công. Thông minh, sắc sảo, ý chí hơn người. Tuy trong cuộc đời gặp nhiều trắc trở, nhưng Giáp Tý không bao giờ rơi vào cảnh thiếu thốn, khổ cực. Tinh thần của họ lúc nào cũng trẻ trung, lạc quan phơi phới và có niềm tin vào tương lai tươi sáng phía trước. Sau đây sẽ là phần luận giải nội dung chi tiết vận trình tử vi trên các phương diện chính của cuộc sống cho cuộc đời con giáp tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 từ 42 tuổi trở đi, cụ thể vận trình như sau. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp và tài lộc của tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 từ 42 tuổi trở đi. Tuổi Giáp Tý khá độc lập, ham học hỏi, tính tình hòa nhã, thân thiện, trung thực, đáng tin. Trong công việc, họ tỏ rõ mình là người có trí tuệ, có tài năng, sức sáng tạo cao, tầm nhìn xa trông rộng, khả năng quan sát tốt, tính cách linh hoạt, khả năng tùy cơ ứng biến, khiến cho tuổi này gặp nguy không sợ, gặp khó không lùi. Thêm vào đó, trực giác nhạy bén và đầu óc kinh doanh khiến họ rất thích hợp để tự mình khởi nghiệp. Bước đầu chắc chắn sẽ khó khăn, nhưng nếu kiên trì tích lũy kinh nghiệm chờ thời cơ thực hiện thì mọi thứ sẽ thuận buồm xuôi gió. Một đặc điểm tính cách khác của Giáp Tý là tính kiên trì. Sau khi xác định rõ mục tiêu, đặc biệt là mục tiêu kiếm nhiều tiền, thì họ sẽ cố gắng hết sức để thực hiện, quyết tâm không từ bỏ. Nhờ thế mà họ thường xuyên đạt được mục tiêu đã đề ra. Khả năng có, nên người tuổi này ít khi phải lo buồn chuyện tiền bạc trong suốt cuộc đời. Tuy nhiên, một điểm yếu của con giáp này chính là dễ mềm lòng, dù luôn rất cẩn trọng khi xử lý công việc, nhất là những việc liên quan đến tiền bạc. Song tính cách mềm yếu khiến họ dễ bị lừa gạt, lợi dụng, cảm xúc lấn át lý trí, nên họ có thể làm ra những việc bất lợi cho con đường sự nghiệp sau này. Người này rất giỏi trong giao tiếp, cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm với người mình thực sự quý mến. Họ được nhiều người yêu quý và rất đông bạn bè. Tính tình khéo léo giúp họ dễ dàng xử lý công việc mà hiếm khi đắc tội với ai. Khi gặp khó khăn, trắc trở trong công việc thì luôn nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người. Tính cách độc lập và tích cực của Giáp Tý khiến họ phù hợp với những công việc có không gian tự do phát triển hơn là làm việc gò bó như công chức nhà nước. Tuy nhiên, khả năng phối hợp làm việc nhóm của con giáp này có nhiều hạn chế. Bản thân dễ mất đi hứng thú sáng tạo, nên học cách điều chỉnh, kiểm soát bản thân và hài hòa hơn khi làm việc với người khác. Từ 42 tuổi trở đi thì tài lộc của Giáp Tý quả thật không thể coi thường. Giáp Tý khiến cho tất cả mọi người xung quanh đều ao ước có được vận may như mình đang có. Tử vi phương Đông tiết lộ, chính tài lên đến đỉnh cao, thu về tài lộc dồi dào, nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính. Mỗi năm qua đi là tiền bạc mà chính tài mang lại càng nhiều, được báo tăng lương, thăng chức có lẽ sẽ thực sự diễn ra trong khoảng thời gian này. Đương nhiên, khi chính tài lên ngôi thì công việc của Giáp Tý cũng vô cùng thuận lợi và suôn sẻ. Bản mệnh đạt được nhiều thành công trong công việc cũng như nhận được nhiều lời đánh giá tốt từ phía cấp trên. Có một điểm không thể không nhắc đến trong vận trình tài lộc của con giáp này là sẽ có khá nhiều cơ may tài lộc bất ngờ, tiền rơi trúng đầu, tiền bạc cứ thế ùn ùn đổ về như nước mùa mưa. Nữ mệnh Giáp Tý tuổi hợp làm ăn. Giáp Tý khi có ý định tìm đối tác làm ăn thì nên lưu ý và ưu tiên hơn với những con giáp sau đây, đó là Bính Dần, Kỷ Hợi và Canh Ngọ. Giáp Tý rất hợp với những tuổi này, do vậy mà nếu hợp tác làm ăn sẽ đem lại nhiều thuận lợi, may mắn và thành công cho những dự định của họ. Tuổi Đại Kỵ. Biết được những tuổi nào không thích hợp hay kỵ với vận mệnh bản thân sẽ giúp người đó tránh được nhiều rủi ro, trục trặc trong cuộc sống. Những tuổi Đại Kỵ với nữ mệnh Giáp Tý là Đinh Mão, Quý Dậu, Kỷ Mão và Tân Dậu. Nếu có bất kỳ những ý tưởng lớn như làm ăn, kinh doanh hay đầu tư phát triển, kết hôn thì không nên chọn một trong số các tuổi trên, do xung khắc về tuổi nên nếu như hợp tác hay kết hôn thì họ có thể gặp phải những khó khăn cả về tiền bạc lẫn tình cảm. Ngày giờ xuất hành hợp nhất. Chọn được ngày giờ xuất hành phù hợp sẽ giúp Giáp Tý dễ dàng cho những dự định của mình, nên xuất hành vào ngày lẻ, giờ lẻ và tháng lẻ thì sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi và thành công. Nam mệnh tuổi hợp làm ăn. Giáp Tý là những người chăm chỉ, cần cù và sáng tạo trong công việc. Khi làm việc, họ luôn giữ được phong độ và sự tập trung của mình. Không có bất kỳ điều gì có thể phân tán tư tưởng của những người này,
Hợp tác làm ăn với người khác sẽ giúp nam mệnh Giáp Tý học hỏi, tích lũy được nhiều thêm kiến thức, kinh nghiệm cho bản thân mình để tự tin hơn khi đối mặt với khó khăn. Tuy nhiên, không phải sự kết hợp nào cũng tạo nên nhiều hiệu quả và thuận lợi cho cả hai bên. Nếu chọn đúng tuổi hợp làm ăn, công việc sẽ đi lên như diều gặp gió, khó khăn nào cũng vượt qua. Ngược lại, nếu chọn tuổi đại kỵ, không hợp làm ăn, công việc sẽ càng thêm khó khăn, trì trệ hơn. Giáp Tý hợp tác làm ăn với tuổi Nhâm Thân, Giáp Tý, Kỷ Tỵ, Bính Dần, Canh Ngọ nhất định sẽ đạt được hiệu quả cao và gặt hái được nhiều thành công. Tuổi đại kỵ, tất cả trên phương diện nào, kết hôn hay hợp tác làm ăn, thì sự hòa hợp giữa hai con người khác biệt là điều rất cần thiết để duy trì mối quan hệ. Thế nhưng, đó chưa phải hoàn toàn là yếu tố quan trọng để giúp họ đạt được thành công. Dù hòa hợp về tính cách, nhưng tuổi và bản mệnh lại sống khác với nhau, thì rất dễ có thể mối quan hệ này sẽ không đem lại may mắn, hiệu quả cao cho cả hai bên. Tuổi Giáp Tý Kỵ với tuổi Tân Dậu, Đinh Dậu, Quý Dậu, Kỷ Mão, nếu như kết hôn hay hợp tác làm ăn thì cuộc sống sẽ không mấy thuận lợi. Tuy nhiên, sự khó khăn ấy sẽ có thể khắc phục được nếu như cả hai bên đều cố gắng nỗ lực phấn đấu. Ngày giờ xuất hành hợp nhất. Giáp Tý là những người làm việc rất chăm chỉ, cần cù, nhưng nhiều khi kết quả lại không được như ý muốn. Đó có thể là do phương pháp làm việc chưa hiệu quả hoặc may mắn chưa mỉm cười với họ. Nếu muốn công việc diễn ra suôn sẻ, thuận lợi và gặp nhiều may mắn hơn, nam mệnh Giáp Tý nên xuất hành vào giờ chẵn, ngày chẵn, tháng lẻ. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo của tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 từ 42 tuổi trở đi. Đa phần Giáp Tý có tình cảm nội tâm rất dồi dào, họ rất nhân từ, khoan dung, độ lượng với người mình yêu mến, họ luôn biết nhường nhịn và không phải người so đo từng ly từng tí. Khi xảy ra tranh cãi, bằng lòng nhân từ vốn có, Giáp Tý luôn khiến người đối diện hết sức yêu quý mình, bởi vậy ngay từ đầu đã có thể giành được thiện cảm của người khác. Tuy nhiên, đường tình duyên của Giáp Tý lại không thật sự thuận buồm xuôi gió. Khi yêu, Giáp Tý thường rất chăm chút, chu đáo, nhưng lại luôn đòi hỏi người ta phải bù đắp lại mình. Đôi khi sự quá nhiệt tình trong tình yêu lại khiến cho Giáp Tý tay trắng dẫn hoàng tay trắng. Một điều có thể khẳng định là cuộc sống gia đình của người tuổi Giáp Tý khá hạnh phúc, nhưng đôi khi vẫn xảy ra những cãi giả từ những chuyện không đâu. Nam giới tuổi Giáp Tý đối xử với người khác thân thiết, hòa nhã, tính tình rộng rãi và hiểu nhiều biết rộng. Khi họ đang yêu, thường tỏ ra nho nhã, ôn hòa, quan tâm hết mực đến người ta. Tuy họ thành khẩn, lễ độ chất phác, không màu mè, nhưng khi bị phái nữ trêu chọc thì sẽ không kìm được mà lộ hết sạch mọi tính tình thiên bẩm ra. Lúc ấy, cô gái bên cạnh họ sẽ hoài nghi nhân cách của họ. Theo tử vi tuổi Giáp Tý, đa phần họ đều thành công, bất luận là làm công việc gì, bởi họ là những người luôn bình tĩnh, tỉnh táo và nhạy bén. Họ có trực giác sắc sảo và tầm nhìn xa. Đường tình yêu của họ không thuận lợi, thế nhưng cuộc sống gia đình phần nhiều là hạnh phúc, lãng mạn, vì dành nhiều thời gian để tập trung phát triển sự nghiệp. Nên tình yêu của Giáp Tý thường đến khá muộn, họ hiếm khi rung động, cảm nắng với những người mới gặp gỡ. Tình yêu phải được xây dựng dựa trên một mối quan hệ gắn bó lâu dài trước đó. Khi yêu, những người này luôn cần sự quan tâm, thấu hiểu của đối phương. Dù rất bận rộn trong công việc, ít dành thời gian quan tâm đến người yêu, nhưng họ là những người rất chân thành và chung thủy. Tuổi Giáp Tý sinh tháng 1, tháng 5, tháng 6, tháng 9 âm lịch, đường tình duyên không mấy thuận lợi, đôi lúc gặp phải thất bại trong chuyện tình cảm. Giáp Tý sinh tháng này cần phải học cách trân trọng tình yêu và những gì mình đang có, nếu không này sẽ hối hận. Tuổi Giáp Tý sinh tháng 2, tháng 7, tháng 10, tháng 11, tháng 12 âm lịch, tình yêu hòa hợp, hạnh phúc là điều mà những người này mong muốn. Tuy nhiên đôi lúc họ lại không biết cách cân bằng giữa công việc và những mối quan hệ cá nhân, khiến cho đối phương cảm thấy nhàm chán. Tình yêu chỉ thực sự trọn vẹn nếu như có sự vun đắp, xây dựng và cố gắng từ hai phía. Tuổi Giáp Tý sinh tháng 3, tháng 4, tháng 8 âm lịch, sớm tìm được ý chung nhân của cuộc đời mình và xây dựng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Tuy đôi lúc mối quan hệ xảy ra mâu thuẫn, nhưng Giáp Tý rất biết nhường nhịn, sẽ nhanh chóng hòa giải trong vui vẻ. Chính sự khéo léo ấy giúp cho họ có được một đời sống hôn nhân hòa hợp, hạnh phúc. Nữ giới tuổi Giáp Tý thường theo đuổi những mối tình diễn dông. Họ luôn hy vọng được làm một người tình tuyệt vời trong lòng một ai đó. Kể cả là bề ngoài hay nội tâm, họ là người khá yêu tự do, kích động, bình đẳng,
ấp ủ lòng kính phục người yêu, người có thể khiến họ lao tâm khổ tứ. Đều tài giỏi xuất sắc, họ cảm thấy năng lực của người yêu không ưu tú như họ vẫn tưởng tượng liền mất đi lòng tin. Nữ giới tuổi Giáp Tý sẽ trở thành một bà chủ gia đình cực tốt, vừa chăm lo cho gia đình, lại vừa chăm lo cho sự nghiệp. Nữ mệnh Giáp Tý sinh tháng Giêng âm lịch, trong tình cảm không được may mắn bằng những người sinh vào khác tháng. Trong cuộc sống, đôi lúc vướng về những khó khăn khó giải quyết. Tuy nhiên, nếu hai vợ chồng cố gắng chăm chỉ làm việc thì cuộc sống sẽ dần được cải thiện. Nữ mệnh Giáp Tý sinh vào tháng 2, tháng 5, tháng 9, tháng 10 và tháng 11 âm lịch. Trong tình cảm hôn nhân, gia đình, đôi lúc gặp phải những chuyện buồn phiền. Cuộc sống vật chất tuy đầy đủ, nhưng tình cảm lại không thuận. Hai người vì công việc của bản thân nên có rất ít thời gian dành cho nhau. Nếu muốn cuộc sống hôn nhân hạnh phúc theo nghĩa trọn vẹn, thì nữ tuổi Giáp Tý nên dành nhiều thời gian hơn nữa cho gia đình và con cái. Sinh vào tháng 3, tháng 4, tháng 7, tháng 8 và tháng 12 âm lịch, đây là những người rất hạnh phúc sau khi kết hôn. Họ không phải lo lắng nhiều về các vấn đề trong cuộc sống. Hai vợ chồng thương yêu, đoàn kết, cùng nhau xây dựng và phát triển sự nghiệp. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 từ 42 tuổi trở đi, sức khỏe tuổi Giáp Tý dễ mắc các bệnh về đường tiêu hóa. Trong cuộc sống hàng ngày nên chú ý hơn về vấn đề ăn uống. Hơn nữa, tính cách nóng nảy sẽ bị kích động mà quên lãng những mối nguy tiềm tàng xung quanh mình. Khi ra ngoài nên chú ý an toàn, chớ mãi lo việc người ngoài mà gặp phiền phức không đáng có. Tiếp theo là diễn biến tử vi từng năm tuổi Giáp Tý 1984 từ 42 tuổi. Từ năm 42 tuổi đến năm 44 tuổi. Tuổi 43, sức khỏe bị giảm sút, không nên làm việc quá sức, chủ quan với những căn bệnh nhỏ, cần phải nghỉ ngơi, thư giãn hợp lý. Trong cuộc đời Giáp Tý, đây có lẽ là hai năm khó khăn, gian khổ nhất. Công việc gặp phải khó khăn, trục trặc bất ngờ, không thể giải quyết trong ngày 1, ngày 2, tâm trạng thường xuyên rơi vào căng thẳng. Bởi vậy, mối quan hệ vợ chồng cũng có phần rạn nứt. Trong khoảng thời gian này, Giáp Tý cần phải bình tĩnh, dĩ hòa vi quý để giải quyết mọi chuyện. Từ năm 47 tuổi đến năm 50 tuổi, có nhiều biến động, chú ý các vấn đề về sức khỏe, gia đình, công việc sẽ có sự thay đổi. Trong thời gian này cần dĩ hòa vi quý, tránh xung đột với người thân trong gia đình. Từ tuổi 47 có nhiều cơ hội để phát triển công việc. Nếu có dự định đầu tư kinh doanh, bất động sản, hãy cứ mạnh dạn thực hiện, chắc chắn sẽ đạt được hiệu quả cao. Từ năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi, tài lộc dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh, cuộc sống đầy đủ tiện nghi, không lo thiếu thốn. Trong giai đoạn này có gặp phải khó khăn, nhưng Giáp Tý chỉ cần thông minh, khéo léo một chút, có thể thay đổi tình thế, biến bại thành thắng. Tình duyên gặp nhiều may mắn, gia đình hạnh phúc, hòa thuận, mối quan hệ vợ chồng thủy chung, son sắt. Từ năm 56 tuổi đến năm 60 tuổi, may mắn hưởng lộc của ông bà tổ tiên để lại, có cuộc sống bình yên, an nhàn, không lo thiếu thốn, sức khỏe ổn định. Cần duy trì chế độ nghỉ ngơi và ăn uống hợp lý, gia đình có nhiều niềm vui mới, con cái đỗ đạt cao sang, hiếu thảo với cha mẹ. Và ngay bây giờ sẽ là phần luận giải vận mệnh theo từng tháng sinh âm lịch may mắn của người tuổi Giáp Tý 1984, cụ thể như sau. Tuổi Giáp Tý 1984 sinh tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm lịch tức tháng Giêng là tiết Tân Xuân, dù là người giàu hay kẻ nghèo thì trong ngày xuân năm mới cũng đều cố gắng là cho bữa cơm được đủ đầy. Người tuổi này được hưởng phúc trời, cuộc sống sung túc, no đủ, có lộc ăn, lộc uống, cơm áo gạo tiền chẳng phải lo lắng điều chi. Người này thích ăn thịt, nhưng nếu ăn quá nhiều thì có thể gây ra hồ đồ, tâm trí lẫn lộn. Đây là mẫu người tự lập, có khả năng thích nghi cao, tuy nhiên thì tính khí có phần cao ngạo, nếu đã phục ai thì nhất nhất nghe lời. Những năm cuối đời thảnh thơi, an nhàn, có sở thích ăn uống, có điều đầu óc không được tỉnh táo cho lắm. Người tuổi này được hưởng phúc lộc tổ tông, phúc ấm mệnh dày, gia sản thừa kế dồi dào, cũng được bề trên nâng đỡ, phù hộ cho nhiều, cuộc đời hạnh phúc. Lúc nhỏ được cha mẹ, anh em yêu thương, đùm bọc, lớn lên được bạn đời chăm sóc chu đáo, không phải vất vả quá nhiều mà vẫn cơm no áo ấm, có của ăn của để. Tuổi Giáp Tý 1984 sinh tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch là tiết Kinh Trập,
Người tuổi này có phần nhút nhát, dù đôi khi cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng vẫn không giấu nỗi lo sợ trong lòng. Cuộc đời êm ấm, được nhiều người yêu mến, tính tình nho nhã, ôn hòa. Người này đối nhân xử thế vô cùng khéo léo, lại phóng khoáng, cởi mở, nên được rất nhiều quý nhân giúp đỡ. Tuy không quyền cao chức trọng, nhưng sự nghiệp cũng thành công, có phần thông minh, đỉnh ngộ, vượt nhiều gian khổ, có những lúc hiểm nguy tưởng chừng khó thoát, nhưng vẫn may mắn bình an. Vận mệnh của người tuổi này tuy có nhiều trắc trở, nhưng vẫn hạnh phúc, an yên quá nửa đời. Người đây là người có tài hoa xuất chúng, đặc biệt có thiên hướng nổi bật về thơ văn, nghệ thuật, tính tình hiền lành, nho nhã, song cũng nhút nhát, thiếu sự quyết đoán, nên cả đời có phần khó thành đại sự. Tuổi Giáp Tý 1984 sinh tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch là tiết thanh minh, người tuổi này gặp phải tang môn, đi tới đâu cũng gặp vài chuyện tang tóc, tuy có bổng lộc nhưng đều đến từ chuyện buồn đau. Số mệnh hẩm hiu, có thể có số xuất gia, nếu có thể giữ được tâm trí bình an, tu thân, tỉnh trí, không tham lam, biết phấn đấu, thì tuổi già sẽ được hưởng phúc lộc, an nhàn. Người tuổi này nhát gan, thiếu sự quyết đoán, số mệnh phải chịu cảnh cô đơn, hiu quạnh, là người yếu đuối, song có lòng dạ thiện lương, dễ mềm lòng. Họ có thể sẽ coi nhẹ những thứ vật chất xung quanh, chán ghét chốn hồng trần, không tham sân si, có suy nghĩ rời bỏ trần tục, xuống tóc đi tu. Tuổi Giáp Tý 1984 sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch là tiết lập hạ, người tuổi này số mệnh bình thường, không có nhiều bổng lộc, tài sản cũng không, dù sao cuộc đời vất vả, bôn ba, không được quý nhân nâng đỡ mà một mình chống chọi, nên làm gì cũng khó khăn, lại bị tiểu nhân quấy nhiễu nên hung hiểm trùng trùng. May thay có xuân phong quá vũ, gió xuân quá thành mưa, trời quang mây tạnh nên được lương duyên. Người tuổi này tuy vận số không tốt, nhưng gặp được ý chung nhân thì sẽ nhẹ gánh phần nào, người phối ngẫu sẽ giảm bớt vận hạn, tương trợ mọi điều, giúp cho người này có thêm nhiều cơ hội trong cuộc sống, tới tuổi trung niên thì làm nên cơ đồ, được nhiều người trọng vọng. Vận mệnh của người này khá vất vả, tiền bạc không có nhiều, không được hưởng phúc tổ tiên, cũng chẳng được hưởng lộc hương quả để lại. Anh em trong nhà tình cảm nhạt nhòa, không dựa được vào người thân. Ra ngoài đời cũng không được quý nhân nâng đỡ nên sự nghiệp khó thành, số mệnh hẩm hiu, hay bị người đời khinh miệt, ức hiếp. Tuy nhiên, nếu sinh vào ngày giờ tốt thì vẫn có thể giảm bớt vận hạn. Tuổi Giáp Tý 1984 sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch rơi vào tiết mang trùng, người tuổi này số bôn ba, vất vả, chạy ngược, chạy xuôi khắp chốn, người này tham công tiết diệt, chăm chỉ làm lụng, lắm khi còn quên ăn, quên ngủ, hễ thấy thời cơ kiếm tiền là không quản ngại vất vả, mà dốc hết sức mình nắm lấy, hiếm khi để lỡ thời cơ. Vận mệnh của người này khá tốt đẹp, cuộc đời sung túc, no đủ, thậm chí có thể trở thành người vô cùng giàu có, tự thân lập nghiệp, không sợ gian khổ, mà luôn làm hết sức mình để đạt được những gì mình mong muốn, được nhiều người ngưỡng mộ và lấy đó làm gương phấn đấu. Phúc lộc do chính bàn tay mình làm ra, tuổi già an nhàn hưởng phúc, sinh vào tháng 5 âm lịch trong năm, người này tuy số kiếp vất vả nhưng tinh hoa phú quý cả đời hưởng không hết, tuy không được bố mẹ, anh em trợ giúp, cũng chẳng được hưởng lộc tổ tông, song tài trí hơn người, thông minh nhanh nhạy, lại có ý chí vững vàng, phấn đấu không ngừng nghỉ, nên chỉ với hai bàn tay trắng mà làm nên cơ nghiệp. Tuổi Giáp Tý 1984 sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch rơi vào tiết tiểu thử, dương khí dượng, đất trời tươi sáng, cây cối xanh tươi, người tuổi này tính tình sôi nổi, sức khỏe tốt, tuy nhiên nên sống gần ao hồ, sông suối, gần với nguồn nước thì tốt hơn cho vận thế sau này, dễ làm nên đại nghiệp. Đây là người đi lên từ khốn khó, tay trắng làm nên sự nghiệp, tổ tiên phúc mỏng, không có tài sản thừa kế gì nhiều, lục thân không giúp ích được gì, cả đời đều phải tự lực cánh sinh, sự nghiệp gây dựng do chính sức mình. Song người này lại may mắn khi được quý nhân giúp đỡ rất nhiều trên con đường sự nghiệp. Có điều, đôi khi lực bất tòng tâm, muốn làm mà chưa đủ lực và nhẫn nhịn chờ đợi thời cơ. Người này tính tình cương nghị, ý chí sắt đá, có thể vượt qua khó khăn, không dễ bị gục ngã, giành được nhiều thành công trong sự nghiệp. Tuổi Giáp Tý 1984 sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch, đất trời vào tiết lập thu, hoa trái dồi dào, là mùa thu hoạch. Người tuổi Giáp Tý sinh vào thời điểm này trong năm cần phải giữ bình tĩnh và tỉnh táo mọi lúc mọi nơi, đề phòng kẻ tiểu nhân hãm hại, tính tình phóng khoáng, khoan dung,
độ lượng, là người có thể làm nên việc lớn. Cuộc đời có thành, có bại, song hưởng phúc lộc trời ban, nên vẫn được đủ đầy. Dù có gặp tai họa thì vẫn có cơm ăn, áo mặc, tính cách cương nghị. Tuy vào cảnh khó nhưng vẫn giữ lòng tự trọng. Dù vất vả kiếm kế sinh nhai cũng quyết không cầu xin người khác. Người tuổi này được hưởng lộc tổ tiên, tổ nghiệp phúc lớn, gia sản giàu có, tài sản thừa kế dồi dào, được cha mẹ giúp sức nhiều trên con đường sự nghiệp. Anh chị em trong nhà yêu thương, đùm bọc, vợ chồng, con cái thuận hòa, êm ấm. Người này số hưởng, không cần vất vả gì nhiều mà vẫn sung túc, giàu sang. Tuổi Giáp Tý 1984 sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch là tiết bạch lộ, vận mệnh của người tuổi này rất tốt, số mệnh giàu sang, sung túc, vinh hiển, được người bạn đời nâng đỡ rất nhiều. Người này tướng mạo xuất chúng, phong thái đỉnh đạt, cao sang, quyền quý, trong đời có nhiều quý nhân tương trợ, mưu sự tất thành, cứ chăm chỉ làm việc tất có thành công, tu tâm dưỡng tính tất nên đại nghiệp. Xem vận mệnh của người này, cuộc đời vinh hiển, phú quý giàu sang, tổ tiên phúc lớn, cha mẹ ơn cao, quý nhân dượng dẫn, sự nghiệp thăng tiến ầm ầm, càng lên cao lại càng thuận lợi, thiên tư đỉnh ngộ, có tài văn chương, trí tuệ xuất chúng, được nhiều người trọng vọng. Tuổi Giáp Tý 1984 sinh tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch rơi vào tiết hàn lộ, người tuổi này tính tình trầm ổn, song không thích nơi náo nhiệt, không thích làm người nổi trội, từ nhỏ đã sợ lạnh, song có phúc cơm áo đủ đầy, thiếu sự quyết đoán, khó làm nên cơ nghiệp. Vợ chồng, con cái tuy yêu thương nhau nhưng lại khắc khẩu, tranh cãi, mâu thuẫn liên miên, không có tài ăn nói, an phận thủ thường. Người tuổi này cuộc đời bình an, hạnh phúc, an lành, hưởng hết tuổi thọ. Tuy nhiên, người này lòng dạ có phần hẹp hòi, cũng nhát chết, thiếu dũng khí, không có ý chí, không có tham vọng, thường sống đâu hay đó, thuận nước đẩy thuyền, bèo dạt mây trôi. Người này khá ít nói, tính cách có phần cổ quái, thích cô độc. Tuy nhiên, phúc lớn mệnh hậu nên vẫn được hưởng hết phúc lạc thiên luân, tình cảm gia đình tốt đẹp, nữ lấy được lương phu, nam lấy được hiền thê. Tuổi Giáp Tý 1984 sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch là tiết lập đông, người tuổi này thường hay dựa dẫm, ỷ lại vào người khác, cũng có tham vọng, có ý chí nhưng không mấy khi có cơ hội để thực hiện. Cuộc sống có phần bấp bênh, không biết quản lý tài chính, không giỏi cân đối chi tiêu. Dù có tiền cũng không biết làm cho tiền sinh sôi, nảy nở. Vận mệnh của người tuổi này không được tốt cho lắm. Cuộc đời chịu nhiều vất vả, không được hưởng phúc tổ tiên, cũng chẳng được anh em trong nhà giúp đỡ. Người này có ý chí, có lý tưởng, cũng có tài trí, nhưng không may mắn gặp được thời cơ. Cuộc đời tuy không phải trải qua đại nạn nhưng gặp phải không ít chướng ngại, vận trình trắc trở, kém bề thuận lợi. Tuổi Giáp Tý 1984 sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch là tiết đại tuyết, người tuổi này khởi nghiệp khá muộn, nhưng có thể thành công, không bị tiểu nhân hãm hại, cuộc sống khá tiêu diêu, tự tại. Người này nửa đời vất vả, nửa đời thuận buồm xuôi gió. Không được hưởng phúc tổ tông, cha mẹ cũng chẳng giúp được gì nhiều, phải tự dựa vào sức mình mà sống. Tới tuổi trung niên thì được quý nhân phù trợ mới hết thời kỳ vất vả lúc còn trai trẻ, tuổi già an nhàn, hạnh phúc. Nói chung, cuộc đời người này không có đại nạn, sự nghiệp dượng phát, thăng tiến không ngừng nghỉ, khi đến tuổi trung niên nhanh chóng đạt đến đỉnh cao danh vọng, từ đó hưởng phúc thái bình. Tuổi Giáp Tý 1984 sinh tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch tức tháng Chạp, rơi vào tiết tiểu hàn trong năm, người người, nhà nhà chuẩn bị cơm kịp đón Tết về, nên người tuổi Giáp Tý cũng được hưởng phúc có lộc ăn uống, cuộc sống thanh bình, no đủ cả đời. Chỉ là tiết trời se lạnh nên số mệnh đã định phải làm lụng vất vả, chăm chỉ, cần cù thì mới có lộc, có phúc. Vận mệnh của người tuổi này khá tốt, có thể bình an sống hết cả đời, tổ nghiệp vững chắc, con cháu được hưởng phúc dày, tài sản cha ông để lại dồi dào. Cha mẹ yêu thương, chăm sóc hết lòng, anh chị em sống tình cảm, đùm bọc giúp đỡ nhau, vợ chồng ân ái, nồng nàn, gia đình hạnh phúc. Người tuổi này tư chất thông minh, lại thật thà, lương thiện, tấm lòng bao la, hay giúp đỡ mọi người, thương người như thể thương thân, được nhiều người yêu quý. Tiếp theo sẽ là vận trình lưu niên của người tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, cụ thể cho từng năm âm lịch. Vận trình tuổi Giáp Tý trong năm Tý.
vận trình lưu niên của Giáp Tý năm này đường tài lộc hanh thông, nếu không ngừng cố gắng có thể gặt hái được thành tích cao trong sự nghiệp, khiến cho nhiều người ngưỡng mộ. Giữa năm có thể gặp chuyện tan gia, cuối năm đề phòng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nên hạn chế xuất hành, đề phòng sự cố. Vận trình tuổi Giáp Tý trong năm Sửu. Năm này vẫn thế, mọi thứ bình ổn, nhìn chung mọi việc tiến triển như ý muốn. Khi nhìn thấy bạn bè, người thân xung quanh gặt hái thành công, bản mệnh trở nên nóng vội hoặc sốt ruột, cứ bình tĩnh, cố gắng thì ắt đạt được điều mình mong muốn. Cần chú ý rèn luyện thể dục, thể thao, đề phòng nhiễm bệnh. Vận trình tuổi Giáp Tý trong năm Dần. Vận trình lưu niên Giáp Tý thấy rằng sự nghiệp của bản mệnh có nhiều bước phát triển nhanh chóng, thường xuyên phải bôn ba, vất vả bên ngoài. Tuy nhiên, con giáp này cần biết như thế nào là đủ để dừng lại đúng lúc. Nếu không tham thì thâm, tự rước họa vào thân. Vận trình tuổi Giáp Tý trong năm Mão. Hung cát đang xen, chuyện tình duyên của người độc thân có nhiều khởi sắc. Bản mệnh cần chủ động nếu muốn nên duyên với người ưng ý. Người đã kết hôn có cơ hội nhận tin vui như đón thêm thành viên mới. Tuy nhiên, bản mệnh cần chú ý cách hành xử. Nếu không muốn vướng họa thì phi, chuyện nhỏ thì nên chín bỏ làm mười. Vận trình tuổi Giáp Tý trong năm Thìn. Năm này, đường tài lộc thuận lợi, sự nghiệp cũng đạt được bước phát triển mới. Ai tham gia thi cử ắt gặt hái được thành công. Có điều, thời điểm này bản mệnh cần chú ý kẻo tiểu nhân rình rập, kết bạn nên có chọn lọc, nếu không dễ trở mặt thành thù. Ngoài ra, cũng cần cẩn thận chuyện giấy tờ kiện cáo, trong năm có mắc bệnh nhẹ nhưng không đáng ngại. Vận trình tuổi Giáp Tý trong năm Tỵ. Vận trình lưu niên không thuận, bản mệnh dễ gặp họa tài do sao bệnh chiếu mệnh, may mắn có các tinh nguyệt đức nâng đỡ, nên tai họa giảm bớt phần nào. Năm này nên chú ý hành thiện tích đức, không nên hám danh, hám lợi, nếu không lành ít dữ nhiều, may mắn quan hệ xã giao thuận lợi, nhận được sự thấu hiểu và giúp đỡ của bạn bè, người thân. Vận trình tuổi Giáp Tý trong năm Ngọ. Trong năm, vận đào hoa nở sớm, người độc thân có cơ hội phát triển tình cảm. Người đã lập gia đình cần chú ý giữ mình, tránh vướng vào những mối quan hệ phức tạp. Tình hình tài chính không thuận lợi, cần làm ăn chân chính, nếu không muốn vướng họa lao tù. Tuy nhiên, nếu chăm chỉ làm ăn, chịu khó bôn ba vất vả thì ắt đạt được mục tiêu. Vận trình tuổi Giáp Tý trong năm Mùi. Trong năm, đây là khoảng thời gian cực kỳ thuận lợi đối với Giáp Tý, thích hợp làm việc lớn. Dù có gặp phải khó khăn cũng nhanh chóng tìm được cách hóa giải. Giữa năm có thể gặp phải một vài trắc trở nhưng không đáng kể. Tuy nhiên, năm này bản mệnh vẫn có thể có họa thị phi, cần hạn chế can thiệp vào việc của người khác. Vận trình tuổi Giáp Tý trong năm Thân. Căn cứ vận trình lưu niên của 12 con giáp, năm này vận trình ổn định, sự nghiệp có dấu hiệu phát triển, cần chú ý giữ chữ tín trong các mối quan hệ. Nếu không dễ để lại hậu họa, đề phòng họa tiểu nhân, cuối năm vận trình có nhiều chuyển biến tốt đẹp, nên cố gắng phấn đấu, chủ động nắm bắt cơ hội. Vận trình tuổi Giáp Tý trong năm Dậu. Bản mệnh đón được nhiều tin vui trong thời điểm này, ví dụ như sự nghiệp hanh thông, con cháu đầy đàn, gặp người như ý, thậm chí có cơ hội kiếm tiền tự tìm đến cửa. Đây là thời điểm nên mưu đại sự, chỉ cần cố gắng không đi đường tắt thì ắt gặt hái thành công. Vận trình tuổi Giáp Tý trong năm Tuất. Trong năm này, sự nghiệp phát triển, tài lộc bình ổn, tuy nhiên, vẫn cần đề phòng có kẻ ngấm ngầm hãm hại. Để xảy ra sự cố bất ngờ, cần giữ tâm thế lạc quan tích cực, đến cuối năm ắt có thu hoạch bất ngờ. Sức khỏe có dấu hiệu suy giảm, cần hạn chế đi xa, nhà có thể xảy ra diệt tan. Vận trình tuổi Giáp Tý trong năm Hợi. Trong năm này có các tinh chiếu mệnh, có cơ hội nhận được nhiều tin vui ở cả phương diện sự nghiệp, tiền bạc và tình duyên. Tuy nhiên, con giáp này không nên phung phí sức khỏe, kẻo đến khi hối hận thì đã muộn. Quý vị thân mến, chương trình đến đây xin được khép lại. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.